Chào các bác, clip hôm nay em đặt trần dành cho các bác đam mê âm thanh cổ cũng như là đam mê đồ băng cối. Thì hôm nay em sẽ bật mí cho các bác một cái model khá là hay ở trong cái tầm tiền để cho các bác chơi. Nói về đồ băng cối thì chúng ta luôn luôn là nên lựa chọn Tech hoặc Akai là một trong những cái thương hiệu đứng đầu trong âm thanh là băng cối. Và những cái model đến từ Tech thì thường nó cho một cái chất âm dày dặn, mộc mạc, rất phù hợp cho các bác nghe nhạc vàng, nhạc bolero, những cái bản nhạc thu âm trước 575. Và những cái dòng máy đến từ Tech thì có một cái thiết kế rất đẹp, bộ cơ thì vận hành siêu bền cùng với thời gian. Và hôm nay thì bên em có một cái model rất hợp lý cho anh em chơi. Đấy, Tech A4300SX. 4300SX là phiên bản nâng cấp của 4300 trơn. Nó sẽ cải thiện về cái vóc dáng một chút, cũng như là nó sẽ cải thiện về cái chất âm một chút so với 4300 trơn. Hôm nay thì bên em đấu mạng được 4300SX đẹp xuất sắc luôn. Em xin lên sóng cho các bác chúng ta cùng xem. Vâng, thưa các bác, 4300SX máy chạy bằng 3, bằng 5, bằng 7 inch. Đấy, 4 track autovert 2 chiều, rất là độc đáo luôn. Con này thì hàng shop đặt trần đấu mạng về đẹp leng keng luôn. Đấy, mời các bác chúng ta sẽ cùng nhau quan sát chi tiết em đầu 4300SX. Mời các bác chúng ta cùng xem. Với thiết kế là mặt nhôm phai màu trắng, hình thức còn rất đẹp. Máy có những cái đường vân ngang, trông rất là nổi khối. Đây, máy còn rất là đẹp nhé. Đấy, các bác chỉ chạm nhẹ và là nó sẽ để lại vân tay thôi, vì cái hình thức nó rất là đẹp. Đây, sạch sẽ, tinh tươm luôn. Đấy, sáng bóng, không hề chảy xước. Đấy, model 4300SX thể hiện ở ngay trước giữa đây, rất là dễ dàng để nhận biết. Đấy, cái phần tem chữ Nhật vẫn còn nguyên. Đấy, rất là nhiều con bị bay mất cái chữ ở đây. Đấy, vì là mấy chục năm rồi, các bác chỉ cần lau nhẹ là cái chữ ở đây nó bay. Tuy nhiên con này vẫn còn nguyên. Đấy, chứng tỏ bên kia họ bảo quản rất tốt và máy còn cực kỳ là đẹp. Mặt mũi trắng sạch tinh tươm, có thể nói đẹp không tì vết luôn. Đấy, các bác có thể thấy phía bên dưới thì nó sẽ cải tiến hơn so với 4300 trơn, bởi vì cái cụm đồng hồ của SX họ làm rất đẹp. Đấy, cụm đồng hồ này là cũng chính là của dòng 6100 hay dòng 6300 cao cấp đưa xuống. Đây, các bác có thể thấy không, nó là của 6100 và 6300 đưa xuống luôn. Đấy, đấy là cái cụm đồng hồ vô. Rồi các cái phím volume cũng của 6100, 6300 với những cái đường cắt CNC, họa tiết vân chảy tia còn rất đẹp. Lúm nút này không một vết chày luôn. Hình thức rất xuất sắc. Các cái phím gạt dành cho cái phần thu này cũng còn rất đẹp. Những cái phím bé tí này nhưng mà họ vẫn làm với những cái họa tiết vân chảy tia, trông vô cùng là sắc nét thưa các bác. Chế độ chuyển đổi giữa đường tép và đường suộc ở đây. Đấy, bên trái thì là volume dành cho đường mic, đường line, bên phải thì dành cho volume tập. Đây, các bác thấy mặt mũi của nó trắng phau luôn. Đấy, đẹp không một vết gợn và những cái phím này gần như là chưa xài, còn mới tinh. Đấy, còn mới tinh luôn thưa các bác. Hình thức quá là móc mắt. Đấy, đó là về phần mặt mũi của 4300SX nhá các bác nhé. Đấy, các bác xem là xứng đáng hoa hậu chưa? Đấy, xứng đáng hoa hậu chưa? Đẹp không tì vết. Sau đó thì đến hai hồi gỗ với những cái vân gỗ lim. Đấy, nó đẹp nổi khối và trông nó rất là rắn giỏi, cứng cáp. Cái vỏ gỗ vân lim này em rất là thích, trông nó vô cùng là khỏe. Đấy, trông vô cùng là khỏe các bác nhé. Đấy, tiếp theo thì em sẽ mời các bác chúng ta sẽ quan sát phần nội thất phía sau của em 4300SX. Đây, tấm lóc lưng còn rất mới. Máy có hai đường line và hai đường line out giống như là trên Tech A6300, rất là cao cấp. Thì giúp cho các bác chúng ta có thể là sử dụng hai âm ly cùng một lúc và cũng có thể là cho hai nguồn phát vào cùng một lúc. Đây là phần nội thất của máy thì em đã tháo ra rồi. Các bác thấy không ạ? Nội thất sexy 7 màu, quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn, đẹp kinh khủng luôn thưa các bác. Đấy, đây các bác thấy không ạ? Nội thất này sexy 7 màu, ruột gan còn rực hồng luôn. Này, mặt mũi này đẹp keng xà beng. Phần nguồn rất to của 4300SX. Nguồn của 4300SX thì nó to đây, nó to hơn cả nguồn của 6300. Hãng làm rất to và cái hệ thống động cơ là sử dụng động cơ là 3 motor, rất là khỏe và chắc chắn. Phần khung sườn sexy 7 màu vàng ươm. Rất nhiều các cái chi tiết linh kiện được bố trí này, sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp. Hình thức này đẹp móc mắt luôn cho em 4300SX. Quá hiếm. Cái dòng này bây giờ không có nhiều ở trên thị trường. Đấy, lâu lắm rồi thì em mới về được con SX thôi. Đấy, hình thức này, số series 78669 các bác nhé. Sắt xi 7 màu. Bên trong này,
Đấy. Đấy. Tất cả các cái linh kiện rất đẹp, nét căng luôn, nét căng luôn. Phần motor này ít sử dụng còn trắng bóc. Đấy, những cái máy sử dụng nhiều rồi thì nó sẽ nóng và chỗ này là sẽ ngà trong màu vàng. Thế nhưng con này còn quá đẹp và thực sự là hoa hậu ấn tượng luôn cho các bác. Và em sẽ báo giá cho các bác luôn cái chi tiết sản phẩm này cho các bác chơi. À, một cái nữa là em sẽ quay cho các bác xem phần đầu từ của 4300FX. Đấy, em đã tháo sẵn hai con ốc ở đây ra rồi. Đây các bác nhìn nắp cốp hàm từ rất đẹp nhá, là bằng hợp kim nhôm đúc nguyên khối. Và bên trong đây hàm từ đây zin nguyên bản 100%, nguyên những cái vệt sơn đỏ niêm phong ở trên ốc. Đấy, phần bánh tì còn rất đẹp. Đối với cái sản phẩm này thì có giá là 12.500.000 đồng, giá em đã niêm yết ở trên đây. Đấy, 12.500. Các bác có nhu cầu thì alo cho em. Bây giờ em sẽ lắp cái hàm từ vào và em sẽ test cho các bác nghe cái chất âm của em máy 4300SX này. 12.500, các bác quan tâm thì alo cho em đặt trần. Số máy 0983586968. Shop đặt trần có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em ship hàng đi toàn quốc, giá em báo sản phẩm không bao gồm phí ship cho các bác. Em xin phép em lắp băng vào và em test cho các bác nghe. $12.500.000 cho em 4300SX, một mức giá rất là hợp lý cho anh em chơi. Đấy. Đây, các bác thấy đó, số điện thoại của em bên góc phải màn hình nhỏ của các bác. Đấy, 12.500.000. Bây giờ em sẽ test máy, mời các bác chúng ta cùng nghe. Tiếng rất hay, tiếng nó chi tiết và mộc. 12.500.000 đồng cho em máy này. Các bác quan tâm thì alo cho em đặt trần. Số máy 0983586968 thưa các bác. Đây, em sẽ test phần tua cho các bác xem. Đấy, hoạt động rất là tốt luôn. Rồi em sẽ test chiều ngược lại, máy thì chạy cả hai chiều. Chỉ yêu và biết anh vui, thì yêu anh yêu mãi muôn đời. Vâng nhau đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết nhau thôi, thì yêu nhau mãi. Vâng, em đặt trần xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video clip. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video clip tiếp theo. Cảm ơn các bác rất nhiều.